càng về được ít dây xịn của Mỹ đang lên cho bác nào thích đồ hiệu đồ xịn nha. Đó. Dây này thì anh em nhìn qua thì đã biết là nó đặc cấp như thế nào rồi. Dây này rất đắt nên là nhập cũng nhập số lượng ít thôi, không nhập được nhiều. Nhập được 20 dây thôi. Thì bán ra cho anh em giá 350 cả tiền ship luôn, bao ship luôn cho anh em dễ mua nhá. Thì nó xịn sò ở những cái chất liệu cấu tạo lên một cái dây. Anh em có thể thấy phần lõi nó cực kỳ xịn luôn. Ngoài cái lõi bên trong thì ở bên ngoài nó còn phủ một lớp bạc để chống nhiễu các bác nha, bạc chống nhiễu ở bên ngoài bọc theo cái dây lõi âm dương bên trong. Và đây là đầu cắm rắc hoa sen để cắm vào âm ly. Thì nó xịn sò, nó chắc chắn này, thì nó dày như thế này mà anh em. Nó dày như thế này thì anh em cắm vào âm ly nó làm sao nó bị lỏng được, nó làm sao nó bị mất vế, nó làm sao nó sôi nó ù được. Đó. Đây là đầu phần cắm 3.5 vào lỗ tai nghe trên tivi, trên điện thoại, trên máy vi tính, trên iPad hoặc các thiết bị. Đầu bóc tivi. Thì dây dài 2m2 các bác nhá. Thường thì những cái dây mà cửa hàng đã từng bán thì chả dài tầm 1m8, 1m9 thôi. Nhưng cái này dài tận 2m2. Anh em nào chơi đồ xịn thì đây nó là một cái sản phẩm mà anh em lên tiêu dùng. Bởi vì nó có thể đắt hơn so với dây bình thường tầm khoảng gấp đôi hoặc gấp ba, nhưng mà nó lại rất là rẻ và kinh tế so với cái giá trị nó mang lại. Mang lại ở đây đó là cái chất liệu với âm thanh, cái độ ổn định, nó không bị mất vế, không bị sôi ủ, và nó bền theo thời gian thì anh em không phải đầu tư lại dây. Đấy. Anh em mua một cái dây tầm 100, sau một vài tháng nó hỏng thì anh em lại phải mua tiếp. Những cái dây này thì nói với anh em là anh em dùng suốt đời luôn, khẳng định anh em dùng suốt đời, trừ khi anh em làm kéo lầm dao nó đứt thôi, hoặc là cố tình làm gãy nó, hoặc kiểu mình đi qua mình làm bẻ gãy nó thì nó hỏng thì hỏng thôi. Nó rất kinh tế ở cái chỗ đó, bởi vì cái đồ rẻ thì nó sẽ không dùng được lâu, anh em sẽ phải đầu tư nhiều lần vậy thôi. Cả ship là 350 để anh em dễ mua nha. Thì giá nhập nó khá đắt nên là không nhập được nhiều, chỉ 20 giây về bán thử thôi.